Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Bây giờ đã là những ngày cuối cùng của tháng 11, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là bước qua năm 2024. Thời gian trôi thật nhanh nhưng không thể nhanh bằng tốc độ săn tinh. Hàng Performer đã xuống công vào ngày hôm trước và hai bạn trẻ đã đến showroom Điện Biên Phủ để trải nghiệm, đồng thời xuống tiền mang cây piano điện Artesia Performer về quận 9. Tại sao Performer lại được các hàng ưu ái đặt cho cái tên cây đàn quốc dân, tìm hiểu nhé. Nhân viên đang tiến hành khui thùng và niềm vui của hai bạn khi tận tay sở hữu chiếc piano điện yêu thích khiến cho đội ngũ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Toàn bộ đàn và phụ kiện đã được lấy ra. Mời các bạn cùng bóc siêu nhé. Cảm xúc hài lòng với sự thoải mái khi mua đàn là tiêu chí mà Minh Phụng Music mong muốn dành cho tất cả khách hàng khi đến mua sắm và trải nghiệm tại các chi nhánh của công ty. Bên trong sẽ gồm có đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn và nguồn quà tặng cực kỳ hấp dẫn, chính là chân đàn, jack phone và một headphone. Hai thanh niên bắt đầu trải nghiệm các chức năng trên đàn. Ngoài mức giá vô cùng hấp dẫn thì vị trí bảng nút chức năng dễ dàng thao tác cũng là một trong những lý do để bạn sở hữu cây piano này. Hai bạn đang nhấn phím để kiểm tra âm thanh cũng như cảm ứng lực nhấn của phím đàn. Khi khách hàng vẫn đang say mê khám phá cây đàn này thì anh em có tò mò về Performer không? Tìm hiểu cùng mình nha. Đàn với 88 phím, trang bị 3 mức độ cảm ứng lực nhấn, tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D, chân thật được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Đàn còn sở hữu những chức năng quen thuộc như là metronome, đếm nhịp, tempo tăng giảm tông, split chia bằng phím, bộ xử lý tín hiệu số DSP để tăng thêm độ chân thực của âm thanh, mức độ điều chỉnh của reverb chorus tạo thêm âm thanh cho giai điệu, cổng kết nối USB MIDI kết nối đàn với máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động, cổng tai nghe để chơi đàn mà không phiền mọi người xung quanh, sustain pedal và jack cắm stereo light out cắm tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Đàn có hai màu trắng và đen cho khách hàng lựa chọn. Chế độ bảo hành hoàn hảo khi bạn mua đàn tại Minh Phụng Music đó là bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đàn và phụ kiện được tìm đem vào thùng cố định cẩn thận bằng băng keo thành nhiều lớp trước khi đưa cho hai bạn mang về. Vậy là buổi giao đàn Artesia Performer đã hoàn tất. Minh Phụng Music rất vui vì được sự tin tưởng ủng hộ của hai bạn khách đã không ngại đường xa từ quận 9 đến showroom để mang piano Artesia về nhà. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.